Văn Hậu tự nhận chưa kiềm chế được cảm xúc nên sút bóng trúng cổ động viên. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sút bóng trúng cổ động viên trên khán đài, tặng áo xin lỗi sau trận đấu. Phút 80 trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội tối ngày 6 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội đang dồn ép Công an Hà Nội nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Văn Hậu có pha bóng cản phá rất mạnh lên khán đài, lập tức hậu vệ quê Thái Bình ra dấu xin lỗi các khán giả. Văn Hậu chia sẻ trận đấu có khá nhiều cảm xúc, một tình huống anh đã sút bóng lên khán đài do chưa kiềm chế cảm xúc nên sau trận anh đã tặng áo cho bạn cổ động viên đó. Ở trận đấu này, Văn Hậu ra sân từ đội hình chính, trong khi đó Quang Hải dự bị. Cả hai cầu thủ này đều có một trận đấu đặc biệt bởi đối đầu với đội bóng cũ. Bước vào trận đấu, hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số, sau đó câu lạc bộ Hà Nội gỡ hòa một đều. Dù vậy, Công an Hà Nội đã tái thiết lập thế dẫn trước và ấn định chiến thắng 2-1. Trong trận đấu này, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội nhiều lần ý kiến với trọng tài nhưng không thành công. Tình huống Kion bị ngã trong pha tranh chấp với Tuấn Dương, trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmekiat tiếp tục xua tay, không có phạt đền cho Hà Nội FC khiến Kion giơ tay phản đối. Hùng Dũng xâm nhập vòng cấm, anh bị ngã sau pha tác động của Tuấn Dương nhưng trọng tài cũng không thổi phạt.